Xin chào các em. Các em ơi, ba ba và bạn San Desi đang có mặt ở trên cầu Long Biên. Và bây giờ, bạn San Desi ơi, bạn có túi bóng bay bạn dơ lên xem nào. Đấy, các em ơi, bạn San Desi của chúng ta có một túi bóng bay, bên trong rất là nhiều bóng bay nhá. Và bây giờ bạn ba ba và bạn San Desi của chúng ta sẽ thử thổi một vài quả bóng bay lên, xong rồi thả ra xem nó bay xa đến đâu nhá. Nào bạn San Desi ơi, chúng ta sẽ lấy quả bóng bay xoắn nhá. Đây, ở đây rất là nhiều bóng bay. Đây, chúng ta sẽ lấy bóng bay xoắn này. Con lấy túi bóng này ra đi. Rồi, bóc ra, bóc ra. Rồi bây giờ bạn San Desi sẽ bóc. Đây, bóc ở dưới kia. Đấy, đây đằng này. Đấy, bóc được chưa? Nào, con sẽ lấy quả bóng ra đi. Rút cả cái túi này ra. Rút cả túi ra. Ôi, một túi bóng bay đẹp chưa? Rất là nhiều. Nào, bây giờ bạn San Desi sẽ lấy 3 quả bóng bay đi. À, 5 quả đi. 5 quả 5 màu khác nhau đi. Lấy đi, con lấy ra, con thích quả nào con lấy quả đấy. Rút ra. Đúng rồi, một quả màu cam. Rồi, lấy tiếp. Còn màu gì đây, màu đỏ à? Rồi, tiếp tục còn quả gì đây? Màu tím mà. Quả gì nữa? Màu gì? Màu hồng à? Con đủ chưa? Đủ 5 quả chưa? Mấy quả rồi? 4 quả, thiếu quả nữa. Lấy một quả màu xanh đi. Rồi, và bạn ấy tiếp một quả màu xanh. Rồi, các em ơi, bây giờ chúng ta sẽ thử 5 quả bóng bay này và chúng ta thả xem quả nào bay xa hơn nhá. Nào, chọn. Rồi bây giờ bạn San Desi thử bóng đi. Bạn San Desi chúng ta thử quả bóng đang rất to dần rồi đấy. Mạnh lên. To vào, thử bé thế à, không to được à? To vào. Wow, quả bóng to chưa? Ôi dài quá, không đứng xa xa ra không quay hết. Nữa đi, thử to hết cỡ mà. Đứng xa ra một tí nào. Được rồi, ôi quả bóng to chưa? Nữa đi, thử nữa đi, to nữa đi. Thử dài nữa, thử nữa. Không xa đâu. Ồ, các em ơi, vậy là đã thổi xong một quả bóng bay màu tím rồi nhá. Bây giờ bạn San Desi của chúng ta sẽ thả ra xem nó bay thế nào nhá. 1, 2, 3, thả đi. Ô, bay rồi. Ồ, mất rồi. Và tiếp tục là quả bóng thứ hai. Vừa quả bóng vừa đấy của bạn San Desi đó đã bay bổng lên trời các em ạ. Các em ơi, vậy là bạn San Desi của chúng ta đã thổi được 3 quả bóng bay rồi. Rất là dài, rất là to nhá, 3 màu khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ thử từng quả một xem nó bay ra như nào nhá. Đưa ba ba cặp quả để ba ba thả cho. Xem nhá. Các em hãy cùng xem nhá. 1, 2, 3. Ô. Và bây giờ ba ba lại tiếp tục thả một quả bóng màu cam nhé các em nhá. Xem bay xa đến đâu nhá. Bắt đầu hãy xem đây. 1, 2, 3. Ôi gió về hình này. Gió về hình này mình sẽ thả về hình này nhá. Rồi gió lại về hình này. 1, 2, 3. Và quả thứ 3 này bạn San Desi của chúng ta sẽ thực hiện thả nhá. 1, 2, 3. Ô. Quả của bạn San Desi rất là ngắn. Rơi luôn xuống dưới này. Các em ơi, bây giờ ba ba này tiếp tục với cả bạn San Desi của chúng ta sẽ thổi một vài quả bóng nữa ở đây và chúng ta sẽ thả xuống xem nó bay xuống sông. Rồi, các em thấy chưa? Cái sông này nhá, rất là sâu và xa. Ha. Hoặc là cho bay về này, xem nó bay bao xa nhá. Nào San Desi cho mình thổi bóng đi. Và San Desi của chúng ta sẽ thổi quả bóng tím trước. Rồi,
To chưa? Ôi các em ơi, vậy là bạn Sanxi của chúng ta đã thử được những 5 quả bóng bay. Nó bay ác chưa? 5 quả bóng bay, 5 màu khác nhau. Và đầu tiên bạn Sanxi ơi, bạn xem thả quả bóng màu hồng đi xem nào. Màu rơi cao lên, cho cao lên trời vào chúng ta đã thả. Vì quẹt đất vào nó nổ một quả rồi. Và quả thứ hai rơi cao lên. Ô, thả cái gì kia? Được rồi bạn Sanxi ơi, bây giờ mình sẽ thả quả bóng màu hồng trước, thả đi. 1, 2, 3. Ô, ô. Các em ơi, bây giờ tiếp tục ba ba sẽ thả vào một tím này nhá, xem nó bay thế nào nhá. Không, chỉ vừa ba ba thả thôi. Bắt đầu này, hãy xem đây. 1, 2, 3. Ô, ô, bay ngay đây. Rồi bây giờ thì bạn Sai Si của chúng ta sẽ thả hai quả liền một lúc nhá. 1, 2, 3. Ô, chờ mất rồi. Vỡ chưa? Ồ, vỡ mất rồi.